Chào tất cả các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ về cái đề tài về cuộc sống Mỹ, về cái tiền thất nghiệp và cái lương hưu của chúng ta, cái người dân làm việc và sống ở Mỹ. Thì có rất là nhiều người không có biết rõ về cái vấn đề này, cho nên mình muốn chia sẻ một chút ha, để cho những anh chị em nào mà biết rồi thì thôi, mà những anh chị em hay là các bạn nào mà chưa biết thì cũng có thể tìm hiểu thêm về cái tiền thất nghiệp của chúng ta đó. Thì cái tiền đó chúng ta nên cẩn thận. Trong cuộc sống Mỹ thì đôi lúc chúng ta sống và làm việc, chúng ta cũng gặp những cái trường hợp như là bị lay off hay là chưa kiếm được việc làm trong khoảng thời gian đó, thì chúng ta nhiều người cần đến cái sự giúp đỡ của nhà nước, nhận cái tiền thất nghiệp trong cái thời gian mà chúng ta kiếm cái công việc khác, cái công việc mới. Thì về vấn đề này á, nhiều người không biết á, nghĩ là sẽ được cái sự trợ giúp của nhà nước trong cái thời gian đó thì đi xin cái tiền thất nghiệp. Và cái tiền thất nghiệp có nhiều người thì nhận cái tiền thất nghiệp đó trong cái thời gian rất là lâu mà vẫn chưa kiếm được việc làm, thì cái vấn đề đó sẽ ảnh hưởng về sau này, về cái tiền về hưu của chúng ta sau này. Vì các bạn biết tại sao mà như vậy không? Tại vì á, cái tiền mà chúng ta lãnh, cái tiền thất nghiệp đó là nhà nước lấy từ cái tiền mà chúng ta đóng thuế bao nhiêu năm chúng ta làm việc ở nước Mỹ. Và cái tiền đó là cái tiền để sau này chúng ta về hưu, cái tiền của chúng ta đã nộp vào trong đó, đóng thuế bao nhiêu năm. Thì trong cái thời gian đó chúng ta đi xin cái tiền thất nghiệp thì nhà nước sẽ lấy từ cái quỹ đó, cái khoản tiền đó mà đưa cho chúng ta xài trước, chứ không phải là nhà nước giúp đỡ chúng ta về cái khoản tiền đó. Vì vậy mà sẽ ảnh hưởng đến sau này cái tiền mà chúng ta về hưu nó sẽ ít hơn. Đây là cái điều có thật và thực tế luôn, vì mình cũng có quen biết ở bên đây một cái chị, thì trong thời gian trước kia chị cũng đi làm hãng một thời gian, xong sau đó rồi chị bị lay off, rồi chị nghỉ làm một thời gian đó thì chị nhờ cần đến cái tiền thất nghiệp. Thì chị cũng không có rành, không biết, thì cũng nghe bạn bè nói là đi xin cái tiền thất nghiệp đi, lấy tiền thất nghiệp. Thì chị cũng ở nhà trong thời gian cũng khá lâu và cũng xin cái tiền thất nghiệp đó và lấy cái tiền thất nghiệp đó để mà sử dụng, để mà xài trong một thời gian dài. Và vì sao mà mình có thể kiểm tra và biết được là có ảnh hưởng đến về cái tiền hưu về sau này của mình hay không? Cái điều đó thì mình có thể đăng ký ở trên mạng, thì chúng ta sẽ biết được là cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ được cái tiền lương hưu bao nhiêu. Thì và trong đó người ta có cho mình biết luôn cho tới mình làm cho tới sau này mà đủ cái tuổi về hưu của chúng ta đó, từ 62 cho tới 70 tuổi, thì chúng ta sẽ được bao nhiêu, lãnh bao nhiêu cái tiền lương hưu, sẽ có hết cho chúng ta để chúng ta theo dõi và biết được luôn. Thì vì cái vấn đề đó mà chị ấy biết được là ảnh hưởng đến cái tiền lương hưu của chị. Vì trong thời gian chị thất nghiệp và chị lãnh cái tiền thất nghiệp đó xài, thì đến khi mà kiểm tra lại cái trong cái tài khoản đó của mình về cái lương hưu của mình đó thì còn rất là ít luôn. Vì trước đó chị kiểm tra là trong giai đoạn hiện tại cái tiền lương hưu của chị sau này mà được lãnh thì sẽ là trên 1.000, mà tới khi chị lấy cái tiền được nhận cái tiền thất nghiệp đó, chị xài trong khoảng một thời gian dài, thì chị kiểm tra lại, vô tình chị vô kiểm tra lại thì còn lại tiền lương hưu của chị đến đúng cái tuổi retire, đúng cái tuổi lãnh lương hưu thì chỉ còn được vài trăm thôi. Thì chị mới té ngửa ra, chị biết ồ, vậy là trong thời gian qua mình đã lấy cái tiền của mình gửi vào trong đó, những cái tiền mình đã từng đóng thuế để mà mình sau này mình lãnh được cái tiền lương hưu, bây giờ nó bị sụt như thế đó. Thì chị lập tức không đứng lại liền, không có nhận cái tiền đó nữa, tiếp tục nữa, và chị mau mau kiếm cái công việc làm khác, công việc làm mới và đi làm tiếp tục để có thể tiếp tục bill lại cái tiền, cái khoản tiền về hưu của mình. Trong cái vấn đề này á các bạn, thì chúng ta biết được, thấy được là cái tiền mà thất nghiệp
không phải là nhà nước giúp cho chúng ta, mà là chỉ là lấy cái tiền của chúng ta đã từng đóng vào ở trong cái khoản tiền đó, lấy ra trích ra trước và đưa cho chúng ta xài trong cái thời gian chúng ta cần thiết, chứ không có phải là nhà nước lấy cái khoản tiền ở đâu từ trong ngân quỹ nào riêng để mà giúp cho chúng ta cả. Cho nên về cái điều này á, cô chú anh chị hay là các bạn nào mà chưa biết á, thì nên lưu ý về cái khoản này ha, về cái tiền mà về hưu của chúng ta sau này. Là mình có nhiều người á cũng thắc mắc, tại vì khi chúng ta đăng ký vô đó thì cũng sẽ cho chúng ta biết được cái lứa tuổi, cái độ tuổi mà chúng ta nghỉ hưu, là ví dụ từ 62 cho tới 70 thì những cái cột mốc đó, 62 tuổi thì sẽ được bao nhiêu tiền, và 65 tuổi thì sẽ được bao nhiêu, và 70 thì sẽ được bao nhiêu. Có nhiều người á rất là thắc mắc, và có những cô chú đi trước đó nghỉ retire cái lứa tuổi mà gọi là cũng còn hơi sớm một chút xíu, vì họ nghĩ là mình làm thêm vài năm nữa thì lúc đó biết sức khỏe mình còn tốt hay không, mình còn sống được hay không, rồi mình có hưởng được gì hay không. Cho nên á, có nhiều cô chú anh chị á, nghĩ về cái phần mà về hưu á, về hưu non gọi là sớm. Thì khi mà chúng ta về hưu non như vậy thì cái lương hưu của chúng ta nó sẽ thấp hơn. Thì về cái vấn đề này á, nhiều cô chú anh chị thắc mắc tại sao mà như vậy, chênh lệch nhiều quá như vậy. Ví dụ như là 62 tuổi họ retire, họ hưởng cái tiền lương hưu đó chỉ có ví dụ 1.000 thôi, mà tới 65 tuổi mà lên tới 1.000 mấy hoặc là 2.000, rồi 70 tuổi lại cao hơn rất là nhiều nữa. Thì cho nên nhiều người rất là thắc mắc về cái vấn đề đó. Và tính tới tính lui, nhiều người thì tính cái nào để cho lợi. Thì cái về cái vấn đề này á, cũng rất là nhiều người không biết. Không phải là có lợi hay là bất lợi gì đâu, các cô chú anh chị và các bạn. Tại vì sao? Về cái cách mà sắp xếp cái quy trình ở bên đây á, ở bên Mỹ á, thì họ rất là hay. Nhà nước bên Mỹ rất là hay. Chúng ta không thể nào mà qua mắt được họ một cái gì cả, hoặc là cái nào mà lợi hơn và không lợi hơn, họ tính rất là hay và đâu ra đó hết trơn rồi, không thể nào mà xê xuất được một tí nào cả. Tại vì sao mình nói như vậy? Ví dụ trong cái khoảng thời gian mà chúng ta làm việc 10 năm, 20 năm hay là 30 năm hay là 35 năm gì đó, thì cái khoản tiền mà chúng ta đóng vào ở trong cái quỹ để mà chúng ta về hưu, chúng ta lãnh. Ở đây mình chỉ lấy cái con số bình thường thôi, con số ví dụ thôi là 30.000 đi, 30.000 đô trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm đóng thuế thì cái tiền mà về hưu của chúng ta đó, thì ở trong cái tài khoản đó ta đóng 30.000 đô ở trong tài khoản đó. Thì cái lứa tuổi mà chúng ta về hưu là 62 hoặc 65 hoặc là 70 tuổi gì đó, thì cái cách ở bên đây á, nhà nước người ta tính cái tuổi thọ trung bình của cái con người, người dân sống ở bên Mỹ cho là tới 90 tuổi. Ví dụ cái cột mốc 90 tuổi đó mà chúng ta về hưu lúc cái tuổi 62 thì người ta sẽ lấy 90 mà trừ cho 62 tuổi, thì như vậy thì chúng ta còn lại là 28 năm để mà sống. Thì từ đó người ta mới tính cái tổng số tiền đó là 30.000 đô, rồi người ta mới chia cho 28 năm là sẽ được bao nhiêu tiền. Cái cách của họ tính và họ trả tiền hưu, người ta phát cái lương hưu cho mình là như thế. Thì theo như mình tính sơ sơ đó, là khoảng chừng đâu, nếu như mà 30.000 đô ở trong cái tài khoản đó thì chia cho 28 năm như vậy, thì cái tiền lương hưu của người đó sẽ là 1.070 đô đi một tháng cho cái người mà họ retire lúc cái tuổi 62. Nhưng khi 65 tuổi họ về hưu 65 thì cái tiền lương hưu của họ sẽ là 1.200.
1.200. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ về hưu á, nó càng về sau này hơn á, càng trễ hơn á, thì cái số tiền đó, tổng số tiền đó người ta chia cho cái số năm ít lại. Thì vì vậy mà cái tiền lương hưu của chúng ta nó lên cao hơn là cái tuổi mà chúng ta nghỉ retire sớm. Chứ không phải là nhà nước tính cho chúng ta là chúng ta nghỉ sớm thì cho ít một tí, mà cho lớn tuổi thì cho nhiều một tí. Có nhiều cô chú á, nghỉ trước á, suy nghĩ và nói sao nhà nước này tính cũng thấy ngộ ngộ. Nhưng mà nghỉ retire sớm mà cho cái lương hưu rất là ít, rồi tới khi retire trễ mà cho lương hưu nhiều, lúc đó sống được bao nhiêu năm nữa đâu hưởng được bao nhiêu năm nữa đâu, là chết mất tiêu rồi, mà cho chi nhiều vậy, mà lúc còn trẻ không cho nhiều một tí. Thực sự ra cái đó cũng là tiền của chúng ta thôi quý vị. Tiền của chúng ta gửi vào trong đó thì người ta tính cái cục mốc đó, người ta chia ra mà người ta phát lại cho mình thôi, chứ thực ra thì không phải là tiền nhà nước muốn cho bao nhiêu thì cho, mà cũng là cái tiền tổng số của chúng ta làm, chúng ta đóng thuế cho trong đó, thì người ta lấy từ cái tổng số đó người ta chia ra lại, thì người ta phát lại cho mình về cái lương hưu thôi. Thì cũng tùy theo cái tiền lương hưu, có người ít có người nhiều, thì cái đó cũng tùy theo cái lương của chúng ta làm trong cái cuộc đời của chúng ta là cái lương của chúng ta bao nhiêu một năm. Và người ta tính trong cuộc đời của chúng ta, người ta tính tổng cộng hình như là 10 năm trở lại đó, 10 năm trở lại cái lương hưu của chúng ta, 10 năm đó mà cái tỷ lệ lương hưu chúng ta cao nhất thì họ sẽ lấy cái tổng số đó, cái lương hưu đó để người ta tính cái tiền về hưu của chúng ta. Thì mình chia sẻ chút xíu vài điều như vậy để cho các cô chú anh chị hay là các bạn nào mà chưa có nắm rõ đó về cái tiền thất nghiệp và cái tiền về hưu của chúng ta, về cái cách mà họ tính như thế nào. Nhiều người cũng hơi lộng cộng, cũng không có hiểu lắm đó, cũng thắc mắc. Thì mình biết thì mình chia sẻ một chút xíu vậy. Còn nếu như mà ai mà biết thêm về cái thông tin gì nữa hay nữa về cái cuộc sống Mỹ, về liên quan đến hai cái chủ đề này, thì như để lại lời nhắn để cho mình biết thêm, mình học hỏi thêm. Cũng có nhiều điều mình không biết, cũng có nhiều điều các anh chị cô bác, ai mà biết những điều gì hay nữa thì cứ nhắn xuống, để lại lời nhắn để mình biết thêm, để mình có thể học hỏi thêm ha. Chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có được một cái đời sống hạnh phúc, có được sức khỏe tốt, nhất là trong cái mùa này ai cũng rất là lo lắng, ai cũng rất là bâng khuâng về cái vấn đề tình trạng dịch bệnh hiện nay. Thì mong cho tất cả mọi người được bình an hết, được vượt qua hết tất cả mọi sự khó khăn trong cuộc sống. Bye.